Hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến với Vanessa Cuộc Sống Mỹ Hôm nay mình có một cái thông tin mà mình vừa mới đọc ở trên tờ CNBC Vừa mới ra cách đây khoảng độ 3 tiếng Thì mình đã đọc được cái thông tin rất là mới về cái gói trợ Gói cứu trợ lần thứ hai Stimulus check second round Thì nội dung của cái gói cứu trợ này như thế nào thì hôm nay họ lại không đề cập đến gói 3.000 tỷ Mà họ lại đề cập đến gói cứu trợ mới Của thượng nghị sĩ tên là Harris và Yang Thì thượng nghị, thượng nghị sĩ Harris đưa ra cái gói đề xuất Là sẽ cung cấp một gói trợ, trợ cứu trợ Lần thứ hai cho toàn người dân nước Mỹ Những ai mà có income dưới 120.000 đô thì sẽ được nhận một khoản trợ cấp là 2.000 đô trên một người một cặp vợ chồng là 4.000 đô và trong một gia đình sẽ được nhận tối thiểu tối đa là ba người phụ thuộc ba trẻ em thì ba trẻ em này cũng sẽ được nhận với số tiền là 2.000 đô trên một người như vậy là tổng cái số tiền nó trong một gia đình tối đa sẽ được nhận lên tới 10.000 đô và cái này thì cái cái đề xuất này thì vẫn đang được đưa ra để bàn thảo xem là cái nội dung nó có cái sự thuyết phục hay không thì hôm nay mới chỉ là cái sự bàn thảo thôi cả nhà nha thì uh, thượng nghị sĩ Harris có đưa ra một cái lời uh, để mà thuyết phục cho cái gói đề xuất của bà rằng đây là một cái gói đề xuất cho toàn bộ người dân đang sống trên đất nước Mỹ gặp những cái khó khăn của cái dịch Covid 19 thì bà muốn nói rằng để uh, hỗ trợ cho những cái người dân ở trên đất nước Mỹ này củng cố lại cái phần uh, gọi là những cái phần khó khăn trả tiền biêu hay là những cái phần khó khăn trong cái gia đình của họ giống như là con cái hay là những cái những cái nhỏ nhỏ thôi cũng không cần phải là quá không cần phải là quá nhiều nhưng cái số tiền đấy có thể giúp được cho gia đình họ rất là giúp được rất là nhiều trong cái thời buổi mà loạn lạc, trong cái thời buổi mà nền kinh tế đang đi xuống như thế này thì bà cũng có đưa ra một cái lý do thứ hai, đó là cái thất nghiệp của bên đất nước Mỹ thống kê lên tới hơn 40 triệu. hơn 40 triệu người thất nghiệp thì con số nó quá lớn. Thì bà cũng nói rằng bà Harris cũng nói rằng cái con số quá lớn này nó cho thấy rằng người dân của Mỹ cần phải có một cái gói trợ cấp nữa để mà hồi phục được cái nền kinh tế của đất nước Mỹ cũng như ổn định được phần nào cái sự lo lắng của người dân. Thì bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những cái dự thảo khác thì cái nó nhỏ hơn cái gói dự thảo của bà Thì gói dự thảo của bà là cái gói dự thảo mà hôm nay họ đề cập đến đầu tiên Thì cái gói 3.000 tỷ thì vẫn chưa được vẫn chưa được thông qua của bên Đảng Cộng Hòa Và cũng chưa biết ngày nào người ta sẽ đưa cái gói 3.000 tỷ này ra để người ta bàn thảo tiếp Tại vì theo như lời của Tổng thống Trump và ông Mitch McConnell cô Nell lần trước mà mình đã chia sẻ ở cái video lần trước là sẽ gói 3 ngàn tỷ là sẽ không được thông qua bên đảng cộng hòa người ta sẽ không thông qua vì nó quá quá nhiều những cái nội dung mà người ta cho rằng nó không phù hợp còn lại nếu như mà để mà đề cập đến thì họ sẽ còn phải xem xét để lọc bớt những cái nội dung nào và chọn những cái nội dung nào thì chúng ta cùng chờ đợi xem những ngày tiếp theo trong tháng 6 này diễn biến của các gói trợ cấp nó sẽ đi đến đâu liệu gói trợ cấp của đề xuất của thượng nghị sĩ Harris có được đưa ra thành đạo luật hay không thì chúng ta cùng xem thông tin tin tức hàng ngày và mình sẽ cập nhật cho bà con để bà con được biết nha Cảm ơn cả nhà rất là nhiều cái video của mình hôm nay mình chỉ lên để chia sẻ cái thông tin mới nhất về gói trợ cấp thôi còn tình hình ở bên Mỹ thì mình sẽ chia sẻ vào cái kênh MMV vào buổi sáng sáng hàng ngày giờ của Cali là từ 10 giờ cho đến 11 giờ sáng, giờ của Việt Nam là từ 12 giờ cho đến 1 giờ sáng. Thì mình mong là ai mà muốn theo dõi về tình hình của nước Mỹ cũng như các cái thông tin của các gói trợ trợ cấp thì mọi người hãy đăng ký cái kênh Vanessa cuộc sống Mỹ của mình hoặc kênh MMV Family cuộc sống Mỹ để nhận được những cái thông tin mới nhất nha cả nhà nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau. Bye bye.